Tiếp theo sẽ là võ sĩ người Philippines Daniel Pakantak. Sau khi các cựu binh của Monusu Việt Nam như Thúy Hiền, Quốc Vinh, Mỹ Đức, Ngọc Anh và Thanh Xuân nghỉ thi đấu, thì một số gương mặt tiềm năng khác của môn tao lu trong đội tuyển Monusu Việt Nam cũng nổi lên thế chỗ các đàn anh như Vũ Trà My và Vũ Thùy Linh. Có thể nói đây là một lớp vận động viên kế cận rất xuất sắc của môn Monusu tao lu Việt Nam. Tuy Việt Nam là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch toàn đoàn tại nội dung Wushu, nhưng với đặc thù của các môn thi đấu tại SEA Games, thì nước chủ nhà thường xuyên cắt giảm rất nhiều những nội dung thi đấu mà họ không có khả năng tranh chấp huy chương. Nên đội tuyển Wushu của Việt Nam chúng ta năm nay tham dự SEA Games cũng đăng ký chỉ tiêu giảm đi rất nhiều so với các năm trước. Tại SEA Games 23, trong 8 nội dung thì Việt Nam giành tới 7 huy chương vàng. Còn tại SEA Games năm nay thì trong 18 vận động viên tham dự, chúng ta chỉ đăng ký có 4 huy chương vàng. Nhưng nếu đạt được con số đó, chắc cũng sẽ giúp Việt Nam đứng đầu về số huy chương vàng môn Wushu. Đối thủ tranh chấp vị trí số 1 trong môn Wushu với đội tuyển Việt Nam có lẽ là Malaysia. Còn theo đánh giá thì có lẽ nước chủ nhà Thái Lan chỉ giành được khoảng 3 huy chương vàng. Tuy nhiên trong các môn võ nói chung thì việc trọng tài chấm điểm là một yếu tố hết sức nhạy cảm. Và theo cảm tính của các trọng tài nước chủ nhà thì một điều công bằng có lẽ là không thể tuyệt đối được. Tuy nhiên trong hầu hết tất cả các môn thể thao, yếu tố về sai sót cũng như yếu tố chấm điểm không công bằng của trọng tài luôn là một phần của thể thao. Attention please, for all cameras, do not use flash. Third, 最后得分 9.39. Final score is 9.39. 9.39. 4号上场, 5号准备. Một điểm số khá cao cho võ sĩ người Philippines.